dẫn anh em làm dramatic major. Chúng ta mở cái ảnh trong Photoshop, ở dưới cùng bên phải chúng ta mở một cái solid color để tạo mặt nạ. Rồi ở đây chúng ta bấm màu đen, ok. Rồi tắt cái laser mask đi. Chúng ta double click vào màu đen để lấy mẫu. Chúng ta lấy mẫu trong ảnh, rồi chọn một cái màu nào đó sầm sậm hơn xíu chẳng hạn. Ok. Rồi chúng ta mở lại cái laser mask, rồi Ctrl Y hoặc là Command Y để chúng ta lấy cái cọ. Chúng ta bôi hết cái vùng trời đó, sau đó thì chúng ta double click vô cái layer mặt nạ và kéo cái thanh underlay ở trên hình đó, chúng ta chỉnh. Ở đây chúng ta bấm Alternate hoặc Option giữ và kéo hai cái thanh nhỏ nhỏ để chỉnh. Đó. Chỉnh sau đó anh em cũng có thể chọn lại cái màu mẫu để có cái màu mây trời nó vừa ý, rất đơn giản nha. Chúc anh em vui vẻ.